Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Game Online em nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đổi gió một chút ha, mình tìm được một con game sinh tồn khá là hay mà thực tế là một số anh em cũng giới thiệu cho mình rồi. Lúc nào mình cũng sẽ làm theo phong cách như vậy, mình tìm hoặc là anh em tìm, đó đó mình review xem game hay không, sau đó cùng nhau trải nghiệm. Và game này là game trên mobile nha anh em, Android iOS nha, tên là Dark World. Dark World đây nè, cuộc chiến bóng tối nè, đó là một game sinh tồn nha. Mình chơi thử nha anh em, hay hay không thì mình không biết nhưng mà thấy là trailer ok mới là có anh em đề xuất đó. Đề xuất cũng lâu rồi anh em, mình có ghi chú lại trên web của mình á. Nói chung là anh em nhắc lên trên livestream hay gì là mình hay đề xuất lại lắm. Đó. Đây là cơ bản mới vô nè. Mình đang dắt gia đình nè. Ồ, thế zombie anh em ạ, zombie, mình đang dắt gia đình đi trốn khỏi zombie. Nên nhớ nha, game là game mobile nha anh em, game mobile nha. Nhanh lên, chúng ta phải đốt đám lửa này để đuổi, không cho họ lại gần. Ok, mình sẽ đốt đám lửa này. Ồ, đốt lửa là zombie không lại gần hả ta? Này logic mới à ta? Thực ra là mình chơi nhiều game làm gì có cái chuyện là zombie nó như thế này. Hơi điêu. Ok, zombie rất sợ ánh sáng. Hãy ở gần cái lửa, đám lửa nhiều nhất ha. Ok, ok, ok. Ban ngày thì chúng ta hãy đi vào trong khu rừng để kiếm tài nguyên ha. Còn ban đêm thì chúng ta trốn ở dưới này. Ok, sẽ an toàn hơn. Ngày ban ngày là tụi nó sẽ tự bỏ đi nè. Ồ, zombie là hiền vậy. Thật sự anh em, con zombie là hiền nhất từ trước giờ mình từng biết luôn á. Mình xem phim zombie nhiều lắm anh em. Nói chung là mình sợ ma tâm linh nhưng mà mình coi phim zombie rất là nhiều anh hiểu không? Mà nó làm quả zombie hơi hiền nha. Rồi bây giờ thì làm nhiệm vụ thôi. Ồ, hình ảnh thì nó phong cách pixel á, lộn, phong cách 3D. Ngày 29 tháng 3 chúng tôi đã làm một cái lửa trại. Sau khi cái đám lửa sau cái đuốc của mình nó đã mờ dần, sau đó thì chúng tôi đã đốt đám chạy lên và tôi biết là sẽ là một ngày sống rất là khác biệt đúng không? Ánh sáng sẽ là nguồn hy vọng để cho anh em sinh tồn được 4 nè. Có 3 công trình và không có ai chết cả. Ok. Rồi, cơ bản là như vậy. Còn đây là nhiệm vụ đây, mình sẽ xây dựng một cái khu nấu ăn ha. Go. Xây dựng một khu nấu ăn. Ok. Ồ, nói sinh tồn thực ra là nó nếu như qua giai đoạn này thành cái quản lý rồi ha. Ồ, nhân vật cũng khá đẹp, nhân vật thiết kế theo một cách Disney ha. Tóc đều, tóc nghệ thuật ha, tóc kiểu lúng phúng. Và bây giờ mình sẽ xây dựng một cái kitchen, một cái chỗ nấu ăn. Ok. Này là gì đây? À, mình có thể thêm người vào ha, cho người, à, Emily sẽ đi nấu ăn. Cái gì? Tóc vàng hoe nấu ăn. Hơi điêu nha. Mình không có kiểu kỳ thị đâu mà cái này là trong truyền thuyết là những người tóc vàng thường không nấu ăn được anh em ạ. Theo kinh nghiệm của mình thì tóc vàng thường sẽ không nấu ăn được nha. Tóc vàng để thường làm những cái nhiệm vụ khác, làm thị trưởng hoặc là quản lý cấp cao anh em ạ, thư ký này nọ. Chứ còn kêu đi nấu ăn thì hơi điêu. Ok, đang nấu ăn đây. Nấu ăn mang đến đút cho mọi người đây. Ui, đấy thấy chưa? Nói rồi. Cái mùi hơi ghê kìa anh em thấy không? Mình nói đâu có sai anh em, không có sự phân biệt gì ở đây cả. Đây chỉ có người chơi hệ kinh nghiệm thôi. Đây, ói mửa rồi anh em, ói mửa rồi. Phải cả nồi à. Nó không đủ. Chúng ta phải sống như thế này và ban đêm thì nguy hiểm mà còn phải ăn những cái thứ rác thải thế này được. Đây là những thứ rác duy nhất mà chúng ta có đấy anh em ạ. À. Ok, chắc là ông này sẽ là ông chịu trách nhiệm. Đừng lo lắng, cơn đói sẽ đi với tôi và tôi sẽ đi bắt một số thứ gì đó. Đấy, nhìn ông này là nhìn uy tín rồi, kiểu trong một cái bộ phim zombie thì thanh niên này sẽ là người thuộc dạng giống như là săn bắn hái lượm, săn bắn anh em. Săn thú bắn cá rồi đó, những cái người mà có khả năng sinh tồn cao anh em. Nhìn phát thấy sự uy tín liền. Ok chưa? Đây cho thanh niên này vào. Đó, David nè. Nhìn lão làng ở râu ria là sao anh em, nói thôi mình nói thiệt anh em, mình không có deal, mình coi phim, mình coi zombie nhiều đó. Ui, con này kìa, này kìa. Mình phải chờ cơ hội. Ồ, một con. Ồ, bắt thịt, có con zombie mập địch nó sắp tới kìa. Không, chắc mình phải tới chứ, mình phải tới cứu chứ. Phản kháng đi nào. Ồ, chạy được rồi. Có zombie ở trong rừng. Có chứ sao không? Có chứ. Tất nhiên là phải có rồi, dễ ăn quá. Nhưng zombie này vẫn hiền hơn những zombie mình đã xem. Walking Dead là Fear of Walking Dead hoặc là Zombie Land hoặc là những cái phim khác. Thực sự mà nói. Đây mình có thể kiếm được đá ruby và gỗ ha. Ok ha. Ok, rồi. Xong chưa? Bây giờ làm gì nữa?
Build một cái lumber mill là chắc là để lumber mill là cái khu chặt gỗ này mà. Đây khu chặt gỗ đây. Nhưng mà cần ánh sáng nhiều nhiều một chút nha, mình thấy ánh sáng hơi yếu anh em, chứ có bộ đấm lửa thôi. Rồi, một cái lumber mill đây. Bắt đầu là mình sẽ build thêm những hàng rào để cho nó an toàn đây. Đó. Upgrade, sau đó thì thêm hai người vào, đủ rồi không ta? À, cho cái dâu, bé dâu này và quý cô dâu này đi chặt cây vãi cả. Thôi, nói chung là thời gian sinh tồn không có sự phân biệt ha. Ai cũng phải làm thôi, ok chưa? Anh em mà rơi trong trạng thái sinh tồn này anh em cũng phải làm vậy nha. Nhất là đại dịch zombie nha. À, đốm lửa mình có thể nâng lên nè. Thư thì mình có thể nhận quà nè. Ồ, được. Game này là biết chắc chắn là có nạp rồi anh em. Nhưng mà mình khuyên anh em là khi mà chơi những cái tựa game này, mình có muốn nạp hay không thì tùy thuộc vào cái yếu tố là cái túi tiền của mình. Anh em có tiền anh em nạp chả vấn đề gì. Nhưng mà kiểu cảm thấy chơi đủ hay bánh cuốn thì hãy nạp. Nạp ít để chơi còn không bị thôi ha. Có đồ ăn rồi, có đồ ăn rồi, bắt đầu có thịt rồi. Đây Surival, đẹp nhờ. Này nhìn y chang như công chúa tóc mây, tóc hơi khác màu thôi, cái mặt giống. Nói chung cái game này là vẽ hình tượng là y chang đấy. Ăn theo cái phim đó đấy, kiểu phim phim kia. Phim của Disney này nọ, cái nét vẽ y chang mà. Những công chúa Disney. Cái này là cái gì đây? Ô, khu ngủ nghỉ à, nhà chính à. Ok. Ngon. Đẹp nha, đẹp anh em nha. Chiêu cũng được, mình nghĩ là game này nó yếu tố giải trí thôi anh em, không cần thiết phải đầu tư gì nhiều, nào chán thì mình nghỉ ha. Mình tắt hình cơ bản. Upgrade lên, rồi. Ok, nâng nhà lên cao, xây nhà. Ồ, nó giống như mấy cái game mà nhiều khi anh em coi nó ta hay quảng cáo ha, coi quảng cáo kiểu cái gì mà cứu mấy người đẹp xong rồi rào hàng rào lại bắt đầu xây nhà xây đồ thì phong cách này y chang, nhưng mà phong cách này nếu mình cái mặt hình ảnh thế này mình dễ nhìn hơn ấy, mình nhìn cái này mình thấy dễ thương. Chứ còn cái kiểu mà vẽ kiểu kia nó hơi xa xa chút. Ông này tên David, 40 tuổi nè. Block. Rồi, upgrade hất lên 2. Hất lên 2 người nè. Khu vực săn bắt lên 2. Ban đêm tới rồi, chạy đi. Cứu ổng. Ơ kìa. Cái quần đùi gì vậy? Thôi xong rồi, ông kia đi rồi. Tạch rồi. Cái này là cốt truyện nó bắt anh em nha. Cốt truyện nó bắt tạch á, chứ không phải là mình muốn đâu. À, thanh niên đã chết để thanh niên cơ bắp tới. Thanh niên này cơ bắp thế này thì Dễ thanh niên này. Thật ra là trong phim zombie mà anh em nào mà đã coi được Walking Dead, anh em sẽ thấy là thường là những cái thanh niên mà cầm súng này nguy hiểm lắm. Không bao giờ mà đến với một cái thiện chí tốt cả. Hiểu không? Rồi ông kia biến thành zombie rồi. Rồi xong rồi. Tội nghiệp ông chú David, mẹ gánh đêm đầu tiên. Hôm nay đã thành ma sói rồi anh em. Quá buồn. Ông chú David 40 tuổi đã đi rồi. No. Quá vãi cả trưởng. Chú ơi, chú David ơi. No. Cảm động quá. Ô vậy là có gacha nhân vật nữa hay gì á. Hình như có gacha nhân vật nữa hay gì á anh em ạ. Cái này là mình nâng cấp bán kính lên nè. Cái này nó có một cái phạm vi đó, bán kính á. Mình nâng lên thì nó sẽ to hơn anh em. Cái này là mình sẽ trả tiền để làm nhanh hơn. Ok, to hơn rồi nè. Ok, claim là nhiệm vụ thôi. Chơi đến khi nào anh em chán thì thôi. Được không? Được không anh em? Hãy như vậy. Được chưa? Được chưa anh em? Hãy chơi đến khi nào anh em chán thì thôi. Còn về mặt cơ bản là mình chơi cái tựa game này, thông thường mình nó sẽ mất khoảng 3-4 tiếng. Nó rất là giải trí. Tại vì á, nó sẽ kiểu, nó sẽ rất là đơn giản. Và chơi đến một cái giai đoạn ở đó anh em sẽ kiểu đuối quá thì đuối rồi, hoặc là chờ, hoặc là anh em sẽ phải nạp tiền. Nhưng mà trước lúc đó thì mình dám chắc anh em tựa game này đáng chơi và giải trí tốt. Ok. Và đặc biệt đó là game mobile. Ok không anh em? Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Nếu anh em yêu thích tựa game này mình sẽ làm tiếp. Bây giờ anh em biết đâu nó sẽ có cái gì đó hay ho. Ok không? Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em các video sau nhé. Nhắc nhỏ là con game này hiện tại chấm 4.5 trên 5 điểm và hơn 1 triệu lượt tải. Ok chưa? Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé.